Mấy việc này bà Năm cứ để con. Trời ơi, mắt mũi bà Năm có thấy đường đâu. Dì Năm thấy dì Năm cũng thiệt là may mắn. Ông trời cũng còn thương à, đã cái thân già lẫm cẩm rồi, không có hồng mô, dì Năm không biết làm sao nữa đó nha. Vậy đâu bà Năm ơi. Mà cũng phải thôi, nếu không có con á thì dì Năm cũng tự mừng. Chứ lỡ mai mốt con đi vắng hay là con cưới vợ rồi đó thì dì Năm cũng phải mừng thôi. Thằng như con ai thằng lấy mà Năm ơi. Chắc ế tới già. Nói bậy không à. Người tốt bụng mà hay làm như con vậy đó, thiếu nhiều người thương. Ừ, con thấy đó, như con Loan đó, khù khờ vậy đó mà cũng có người thương, dính bầu rồi đó con. Tôi nể chị á, là bà con với bên vợ tôi, nên vợ chồng tôi mới cho chị ở đây. Chị làm ơn giữ ý với Tứ một chút, đừng có hở một chút là đi tám chuyện người này tám chuyện người kia. Thôn mình bây giờ là thôn văn hóa rồi, sống phải có văn minh lịch sự văn hóa một chút. Còn chị thấy không thích nghi được á, làm ơn dọn ra ngoài, tôi không cản. Thôi, mình biết cái tính bả vậy rồi, mình không nghe thôi chứ la bả làm gì. Mắc mệt dưỡng quá. Thôn văn hóa, thôn văn hóa, mở miệng là thôn văn hóa. Vậy đó, mà có con gái nhà lành, chưa chồng, mà chủ quan. Chị nói gì? Ai chủ quan? Dường hỏi chi? Thì con Loan con nhà bà lành đó. Không biết ai làm cho nó có bầu, bây giờ cha Khoảng đang đánh nó. Cha Khảo bên đó thừa sống thiếu chết kìa. Gâu! Gâu! Mày đứng đây đó tao bức. Gâu! Đứng đây! Mày đứng đây cho này. Ây! Ây! Mày giấu con Loan ở đâu hả mày? Tôi không biết. Tôi không biết. Mày không biết hả? Mày không biết mà gặp tao mày bỏ chạy không hả mày? Đời mẹ rơm vẫn như thế, dù bao giông nắng mưa dài sầu, chẳng là mẹ phải nào nung để xin giữ bảo vệ cho lúa đơm bông tỏa hương đồng xanh. Cuộc đời ai đó phải nát tan, giống như mẹ sớm đã sống, chẳng hề than vãn dù khổ đau, vẫn hy sinh giúp người hạnh phúc. Chẳng mù mờ cho ai.